xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Pew Pew ngày hôm nay ở trên kênh Twitch. Bởi vì kênh Talk TV do bão ở Việt Nam đã gây ra trục trặc về vấn đề đường truyền và server nên mình không thể stream ở trên Talk TV được. Và cũng đành phải dùng Twitch TV ngày hôm nay, thì mặc dù lượng người xem có giảm đi rất là nhiều nhưng điều đó không quan trọng khi mà mỗi tuần mình sẽ phải ra một số thời sự Dota 2 cũng như để up YouTube cho những bạn thường xuyên theo dõi trên YouTube. Mọi người sẽ đặt dấu hỏi tại sao mặt mũi Pew Pew rồi tóc tai lại trông như này mà không sửa soạn hay make up. Thì mình cũng là kỷ niệm cái thứ nhất đó là một năm và một quãng đường dài mình stream, bắt đầu mở fanpage. Thứ nhất mình xin nói luôn là mở fanpage đã được đúng một năm rồi. Đến bây giờ đã được đúng một năm fanpage của Pew Pew, và mình lúc này đang không biết là có lag không. Thấy nhiều người kêu lag quá, không biết là có lag không. Không biết đâu, thấy mọi người đang lag, kêu lag. Bình thường, ok. Thì đã được một năm fanpage ra đời, và lúc này thì như các bạn có thể thấy thì mà mình đã vượt được qua 10.000 người quan tâm và yêu thích mình. Thì cái này cũng là cái mà mình rất là vui. Một năm trời 12 tháng và 10.000 người quan tâm, đấy là cái kỷ niệm cái thứ nhất. Cái kỷ niệm cái thứ hai đó là mình đã vượt được qua 1 triệu view, 1 triệu view ở trên Talk TV. Hơi giật à, ok, thế để tí nữa xem thế nào, để tí nữa chút nữa xem thế nào. Xa lạ quá. Thì 1 triệu view trên Talk TV đấy cũng là một điều rất mừng với bản thân Pew Pew, khi mà Pew Pew sử dụng được Talk TV cũng được khoảng một khoảng thời gian ngắn chút xíu rồi. Rất là nhiều cái niềm vui. Một năm mở fanpage, 10.000 like, người quan tâm, 1 triệu view trên Talk TV. Vậy thì ngày hôm nay vẫn là chương trình thời sự số 4 và mình kỷ niệm những điều đó. Nên là với một bình luận viên tự cá nhân như mình thì đấy là một niềm vui, nhưng mà nó cũng đi với lại một cái bộ dạng như thế này. Và nếu như mà các bạn không biết được thì sau màn ảnh nhỏ Pew Pew cũng thường xuyên như thế này bình luận. Nếu như mà bạn nào thật sự nhìn được Pew Pew mà không phải là có webcam hay cái gì đó che đi. Mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với lại nội dung chính của buổi thời sự ngày hôm nay, chứ nói dài dòng quá nhiều bạn xem YouTube sẽ bảo là thằng ấy chỉ biết kể thôi. Chúng ta sẽ cùng vào phần tin trong nước ngay bây giờ. Vâng, chúng ta sẽ cùng vào với phần tin trong nước để chúng ta có thể điểm qua những cái phần tin rất là hay trong nước trong tuần vừa qua. Thứ nhất đó là tổng kết giải đấu PEC 1. Thì chúc mừng sinh nhật, hay cái tên ngắn gọn ở đây đó là KM Esner, đã giành chức vô địch giải đấu Play Dota Esports Championship lần đầu tiên được tổ chức, đã khép lại với chức vô địch thuộc về team. Chúc mừng sinh nhật KM Esner. Vâng, đây là cái tên đã được đặt ra để bởi vì đúng cái ngày hôm đó là ngày sinh nhật của Giang Mi, nhưng Giang Mi cũng đã đi thi đấu, và Giang Mi là theo như anh nói là một siêu bonus cho KM Esner. Và điều thú vị đó là vào đúng cái ngày hôm đó thì team của anh ấy vô địch, món quà nào tuyệt vời hơn phải không ạ? Từ sáng sớm thì các đội đã có mặt để nhận thẻ thi đấu tham gia tham dự lễ bốc thăm. Có lẽ lâu lắm rồi thì Hà Nội mới có được giải đấu Dota offline để các team có thể tụ tập lại để gặp gỡ nhau, chém gió và thi đấu với nhau. Vòng bảng của PEC diễn ra khá suôn sẻ khi các team có thực lực ở trong khu vực đều lần lượt giành được vị trí nhất bảng để đi tiếp vào vòng sau. Mỗi bảng sẽ có lấy 2 đội và thể thức thi đấu bo 1, cho nên ở vòng 16 đội chúng ta có thể chứng kiến những cặp đấu rất là gay cấn vì chỉ có một trận duy nhất thôi. Thua là ngồi xem. Và chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho họ phải áy náy cả cái ngày hôm đấy. Nhưng mà sau khi loại Pro A Game TV 4FD PMP bị loại ở tứ kết, thì 4 đội mạnh nhất ở khu vực bước vào vòng đấu bán kết. Đó là 2 trận Deadlock gặp Chúc Mừng Sinh Nhật và Baby Angel gặp Ketamine Lewis. Về đội hình thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là Chúc Mừng Sinh Nhật gồm các thành viên cũ từ Game Wear. Họ đánh bại Deadlock, đội vừa giành chức vô địch giải đấu Pist cách đây chưa lâu. Còn về phía Ketamine Lewis, có lẽ đây là một cái đội do siêu nhân Ba Béo, những bạn nào ở khu vực miền Bắc hoặc Hà Nội thì biết nhân vật này. Ba Béo mới thành lập sau khi rời Away From Keyboard AFK. Họ đã có một màn trình diễn rất là xuất sắc khi hạ gục Baby Angel để giành được quyền vào trận chung kết. Do thời gian thi đấu kéo dài hơn dự kiến nên hai đội Chúc Mừng Sinh Nhật và
Ketamin Lewis sẽ phải đánh bo 1 để tìm ra chức vô địch. À, đây cũng là một trong những cái rất là thú vị và có phần bất ngờ cho bản thân Piu Piu, các đội thi đấu và cả người xem nữa. À, nên là cả hai đội đều thi đấu rất là cẩn trọng. À, chúc mừng sinh nhật đã khẳng định họ chỉ trá hình dưới một cái tên mới thôi, chứ thực lực thì đã được thể hiện rõ. Và những pha combat về cuối game nghiêng dần về chúc mừng sinh nhật cùng tiếng reo hò không ngớt của khán giả tại Sai Zone. Thì thật ra thì chúc mừng sinh nhật là gồm có Super Hero Kinzu, Yang Mi, John John, hôm đó thì là bonus như là Silong hay là Black Moon gì đó mình không nhớ rõ lắm, nhưng cái tên rất là quen thuộc. Trên kênh truyền hình trực tiếp của Play Dota TV thì hai bình luận viên Kenny Shin và Stormwind cũng vô cùng hào hứng để có được cái chất lượng bình luận cũng như là truyền cái cảm hứng qua cái bầu không khí trực tiếp online cũng như là trực tiếp ở trên kênh stream. Cuối cùng thì Ketamin Lewis cũng đành phải buông chuột và GG đầy tiếc nuối trước chúc mừng sinh nhật thi đấu vô cùng xuất sắc ngày hôm đó. Có lẽ đối với Ketamin Lewis đây là giải đấu đạt được thành công nhất định vì họ cũng mới được thành lập và chưa thời gian luyện tập nhiều với nhau, chính xác hơn là thành lập chắc được một tuần, chưa đến một tuần. Play Dota eSports Championship 1 khép lại với chức vô địch thuộc về team chúc mừng sinh nhật và phần thưởng là 2 triệu Việt Nam đồng cùng quà của tài nhà, nhà tài trợ SideZone. Trong tuần vừa qua thì không có giải đấu nhiều những giải đấu khác cũng như là không có bất kỳ một cái sự kiện chính thống nào, giải chính thống nào mà các team Việt Nam tham gia ở trong khu vực cũng như trong nước. Thì vậy thì giải đấu PEC 1 là một những giải đấu duy nhất và gây được tiếng vang nhất trong tuần vừa qua. Để gửi đến cho các bạn những cái hình ảnh chân thật nhất và sống động tại giải đấu online thì studio của Piu Piu đã có những cộng tác viên, bình luận viên cũng như là phóng viên đã đến giải PEC 1 để có thể làm được phóng sự này. Chúng ta cùng đến với phóng sự do Minh Lan và một mình sẽ không nói tên trước và một phóng viên nữa của Piu Piu đã đến và làm phóng sự về giải PEC 1. Chúng ta sẽ cùng đến với video này ngay bây giờ. Để các bạn không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng Piu Piu sẽ bật cho các bạn ngay bây giờ. Mình là Vân Ngọc, phóng viên của Piu Piu đang thường trú ở Hà Nội và mình đang có mặt tại giải đấu Play Dota eSports Championship. Tại đây thì không khí đang rất là sôi nổi và chúng ta sẽ cùng bước lên tầng 2 để xem các team đang thi đấu nhiệt như thế nào. Xin chào bạn. Vâng ạ, bạn là một khán giả đã theo dõi giải đấu ngày hôm nay ở đây phải không ạ? Bạn đến đây từ lúc mấy giờ ạ? Mình đến đây từ lúc 8 giờ. Vâng, từ sáng đến nay. Vậy bạn có cảm xúc như thế nào về cái giải đấu ngày hôm nay ạ? Mình thì cũng như mọi người hâm mộ Dota thôi, cũng là cảm thấy rất là vui vì có một cái sân chơi cho mọi người gặp mặt và giao lưu với nhau. Bạn có nhận xét gì về các cái đội thi đấu ngày hôm nay ạ? Các đội hôm nay thì cũng có các team mới và những cái đội hàng giống này chia ở các bảng, thì chắc chiều nay hứa hẹn là buổi chiều có nhiều trận đấu hay. Vâng ạ. Vậy là một khán giả thì bạn cảm thấy cái đội nào có tiềm năng vô địch ngày hôm nay ạ? Cái mình nghĩ thì hiện nay thì có team Deadlock là team ổn định về đội hình nhất và đang là một team trẻ nên là có khát khao chiến thắng nhất. Vâng. Nên là giải nó sẽ thành công. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục bước vào bên trong để xem không khí nơi đây đang sôi nổi như thế nào.
còn có cả khán giả nữa và chúng ta hãy cùng làm quen với bạn gái này nhé. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, bạn có thể trò chuyện với Phi một lúc ạ. Bạn đến đây từ lúc mấy giờ ạ? Vâng ạ. Bạn có chơi Dota 2 không ạ? Đến với giải đấu ngày hôm nay thì bạn có cảm xúc như thế nào ạ? Bé hắc quá, chẳng biết cái gì cả em ơi. Xin cảm ơn bạn. Chào các bạn, hiện nay mình đang ở Sizone và đứng bên cạnh mình chính là anh Nguyễn Sơn Lâm, tổ trưởng tổ trọng tài của giải đấu Play Dota Esports Championship ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. Chào bạn. Anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình sau một ngày làm việc được không ạ? Hiện tại mình đang rất là mệt vì từ sáng đến giờ các team rất là đông và mọi người thi đấu khá là nhiệt tình. Vâng, sau một buổi sáng thi đấu ngày hôm nay thì anh có cảm thấy là đến thời điểm này thì đội nào có tiềm năng giành giải vô địch nhất ạ? Mình thấy hiện nay có khả năng vô địch nhất là đội Deadlock với Captain Jerry đánh rất là tốt. Bạn có không có hỏi không? Bởi vì hiện tại mình đang rất là bận vì trên kia nó có rất nhiều event để tổ chức. Anh có thể chia sẻ thêm cảm xúc của mình được không ạ? Có rất nhiều hiện tại trang FK của mình thì sẽ tổ chức thường niên, có lẽ sẽ là một tháng một lần một giải Dota. Và đến cuối năm nay có lẽ sẽ có một giải online tổ chức cho toàn quốc. Vâng ạ, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Chào chào ạ, mình được. Đứng bên cạnh mình lúc này chính là anh Công, chủ cửa hàng Sizone nơi hiện tại đang diễn ra giải đấu. Và xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cái quyết định vì sao anh lại tổ chức giải đấu này và cảm nhận của anh về giải đấu như thế nào? Thực ra thì cái quyết định mà tổ chức một cái giải đấu Dota 2 thường niên như cái giải đấu hiện nay thì nó không phải là quyết định gì đột xuất cả, mà nó là kế hoạch từ trước đến nay của Sizone. Thì thường là các bạn biết là Sizone là một cái câu lạc bộ thể thao điện tử mà trước nay đều hỗ trợ các cộng đồng người chơi thể thao điện tử, ví dụ như là Dota. Thì trước đây thì bọn mình cũng hỗ trợ rất tốt cho các cái tổ chức giải đấu của Dota 1. Vì vậy mà cái việc mà bọn mình khi mà cộng đồng người ta chuyển sang chơi các cái game mới Dota 2 thì cái chuyện mà bọn mình chuyển sang hỗ trợ Dota 2 và tổ chức các giải đấu Dota 2 là cái chuyện đương nhiên. Đương nhiên là mình cũng muốn là cộng đồng Dota 2 nó phát triển như trước đây, có nghĩa là các cái người chơi có số lượng người chơi rất là đông và những cái các cái giải đấu nó được tổ chức nhiều hơn để được kiếm được cái giải đấu khi mà tổ chức thường xuyên nhiều hơn như trước đây thì sẽ có rất nhiều cái người quan tâm đến và các cái nhà tài trợ người ta sẽ tìm đến các cái cộng đồng Dota 2. Khi mà có nhiều cái người quan tâm như thế thì cái sự phát triển của Dota 2 Việt Nam nó sẽ được lớn mạnh. Đến thời điểm này khi đang diễn ra vòng tứ kết thì anh có cảm xúc gì về cái giải đấu ngày hôm nay luôn ạ? Thực ra cái giải đấu này là ngoài cái chuyện nó khai trương một cái địa điểm mới kinh doanh của Sizone, nó còn làm cái giải đấu mà đánh dấu cái sự trở lại của các cái giải đấu của Dota 2 một cách lớn mạnh và chuyên nghiệp. Thì trước nay bạn biết là một cái giải đấu Dota 1 và ngày xưa bọn mình tổ chức với cả VN Battle.net là một cái giải đấu tương đối là nổi tiếng và chuyên nghiệp. Và từ khâu tổ chức cho đến tất cả người chơi, về số lượng người chơi, về số lượng các cái đội mà chuyên nghiệp tham gia, thì mình nghĩ là cái đây là cái bước đầu tiên, nó cũng là đánh dấu sự trở lại của một cái giải đấu. Hiện giờ mình nghĩ là nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà mình nghĩ là trong các cái khi mà bọn mình sẽ tiến hành làm các cái lần 2, lần 3 thì nó sẽ có được cái sự chuẩn bị tốt hơn và cũng sẽ có những cái nhiều nhà tài trợ tham gia hơn, và cũng hy vọng là sẽ có nhiều người chơi và các cái đội chơi chuyên nghiệp sẽ tham gia hơn và ủng hộ các giải đấu của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Đứng bên cạnh tôi lúc này là hai game thủ nổi tiếng của Dota 1 đến từ Skynet và WAC. Các anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình về giải đấu ngày hôm nay được không ạ? Giải đấu ngày hôm nay thật sự là tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi thì mình mới có cảm xúc đẹp như ngày thi đấu Dota 1. Vậy còn anh ạ? Vốn đã nổi tiếng với Dota 1, vậy thì hôm nay thi đấu Dota 2 các anh có tự tin là đội của mình sẽ giành chiến thắng không ạ? Cái đấy thì chắc chắn. Vâng ạ. Vậy còn cái cảm giác khi thi giải đấu này thì như thế nào? Giải đấu này rất là tốt, từ khâu tổ chức cái đến sự độ chuyên nghiệp với cả player. Vậy hai anh có lời gì để gửi đến khán giả? Mong là các player sẽ thi đấu xuất sắc để gửi đến cho khán giả mình làm cái ban
ơn, xin cảm ơn chia sẻ của các anh ạ. Vâng, vừa rồi là video mà Pew Pew Studio đã làm phóng sự ở giải đấu PEC 1. Thì bản thân mình cũng cảm thấy rất là vui và có một cái gì đấy khá là hồi hộp khi mà xem cái video vừa rồi. Có một bạn, đấy cũng là video đầu tiên, phóng sự đầu tiên, một bạn nữ là phóng viên của Pew Pew Studio đi làm phóng sự ở một trong những cái giải đấu mà đều là những cái game thủ chủ yếu là chơi và tham gia, thì phải nói là rất là ngất ngây, phải không ạ? Đặc biệt hơn là trong đó thì tìm được ra một bạn cũng là bạn nữ cũng tham gia vào một team thi đấu nữa thì quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời, phải không ạ? Nhưng mà dù sao thì tên thì các bạn phải xem, nhớ xem lại video để nhớ tên, còn mình không thể tiết lộ được, đã có gửi tên rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tin quốc tế. Sau khi phần tin trong nước tuần này rất là ngắn, bởi vì tuần vừa rồi thì cũng có một số giải đã kết thúc rồi và chưa ra giải mới, còn chỉ có một mình giải PEC thôi. Chúng ta qua phần tin quốc tế ngay bây giờ. Chúng ta cùng qua với bản tin quốc tế. Bản tin quốc tế của Pew Pew tuần này thì khá là nhiều tin, vì vậy là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ ngẫm hết mới được, chứ tin tuần này nhiều lắm, sốc là không được. Cà phê tuần này thì là cà phê G7. Ok, chúng ta sẽ cùng vào với phần tin quốc tế để các bạn có thể cập nhật những bản tin nóng nhất ở trên toàn thế giới ngay tại thời điểm này. Thông tin đầu tiên quốc tế mà Pew gửi đến các bạn đó là tiết lộ về đội hình chính thức của Mall Sport. Manager của Mall Sport đã tiết lộ thông tin về đội hình mới tham dự giải đấu Dota 2 Champions League, giải đấu do Natus Vincere Gaming và Virtus Pro đồng tổ chức. Hiện tại lineup của Mall Sport đang trên website chính thức của họ. Đó là như sau, đó là Link sẽ chơi ở vị trí carry, Cinnamon sẽ chơi ở vị trí solo mid chứ không còn là support nữa. Cinnamon chơi solo mid, tôi có đọc nhầm không? Cinnamon sẽ làm nhiệm vụ solo mid, Ace sẽ chơi offlane, Rize sẽ là người chơi support và Krik sẽ là cũng là người chơi support. Trong khi đó thì một đội hình khác đến từ châu Mỹ cũng tiết lộ đội hình chính thức của mình, đó là Dignitas. Sau khi mất tất cả các thành viên hậu The International 3 thì quản lý của Dignitas là Charlie Monolith Yang đã quyết định là xây dựng lại team từ đầu và chọn 5 thành viên mới từ các team khác. Đó là Steven Korok, Ashwood, cựu thành viên của team Liquid, Sivati Ben 1437, thành viên trước đây của LGD International, Robot John Burdick, Tinis là cựu thành viên của EG, còn lại hai thành viên là Francis Infinity, Pravon Fiencom và Scott Blick Jensen là những người chơi mới gia nhập Dota 2 chuyên nghiệp. Blick trước đây là game thủ của Horn, Hero of Newt, và thay thế cho Fox đã chuyển đến cho EG. Cùng với sự công bố đội hình ngày hôm nay thì Dignitas sẽ ra mắt team của họ trong tương lai gần. Đội hình Dignitas một lần nữa đọc cho các bạn, đó là Steven Korok, Ashwood, Siva Siben 1437, Sivang Tapilai, Francis Infinity, Provang Viengkam, Scott Blick Jensen và State Robert John Brittines. Đó là đội hình của Dignitas, một team đến từ châu Mỹ. Trong khi đó thì chúng ta sẽ từ châu Mỹ bay qua châu Á chúng ta một chút với một tin rất là nóng hổi. Đó là Dota 2 chính thức phát hành tại Hàn Quốc. Nexon đã chính thức thông báo về việc mở máy chủ Dota 2 tại Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 10 sắp tới đây. Sẽ có 3 item Dota 2 được gắn mác thương hiệu Hàn Quốc, nhưng những nghệ sĩ thiết kế sản phẩm workshop sẽ ra mắt nó cùng thời gian với ngày công bố server mới. Như vậy là sắp tới các game thủ Hàn Quốc sẽ có thể thoải mái đăng ký và chơi Dota 2 mà không cần phải dùng đến beta key để kích hoạt nữa. Và họ sẽ có thể tiếp xúc được với Dota 2 thoải mái cũng như là dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều. Thông báo của Nexon được đưa ra ngay sau khi mà Perfect World, nhà phân phối Dota 2 ở Trung Quốc, công bố về việc triển khai các máy chủ để phổ biến đến tất cả mọi người cách đây không lâu tại Trung Quốc. Trong khi đó, chúng ta đã thấy được rằng hai cường quốc của eSports là Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang có những động tĩnh sau The International 3. Vậy thì Đông Nam Á của chúng ta đang có điều gì để có thể nắm bắt cũng như là đuổi kịp với sự phát triển ở hai đất nước đó? Đó là sự hồi sinh của Orange. Sau khi The International 3 thì Orange với sự ra đi của Mushi đã chấp nhận sự tan rã và 4 thành viên của họ đã lập được một đội mới dưới cái tên Titan.
3 tuần sau thì một thế hệ Orange tiếp theo được xây dựng với nền tảng là những thành viên của MU FC cũ, mà với những tay chơi này thì ai chơi Dota 1 cũng nên biết. Đó là ai? Đó là Litbin Winter Chan, Daniel TFG Wong, Wong Chang Ling Sim, cùng với sự tham gia của NWP, đó chính là Yamate, và mảnh ghép cuối cùng là Jaymon Shaki Wong. Sau một thời gian xa rời Dota, chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ tạo thành một tập thể vô cùng xuất sắc. Nhắc đến Shaki thì mọi người còn nhớ đến The International 1. The International 1 đó là cái lần mà họ Shaki đã để rơi passport hộ chiếu của mình và đã không thể đi được. Rất là đáng tiếc vì điều đấy, nhưng mà well, đó là cũng là những kỷ niệm buồn mà có lẽ chúng ta sẽ để ra phía sau. Một số thông tin bên lề là cả Winter và Yamate đều đã từng chơi cho Orange, trong đó thì Winter là người sáng lập ra đội Dota này. Họ từng sát cánh bên nhau và giúp Orange đạt vị trí thứ 7-8 chung cuộc cùng với lại Tông Phu tại The International 2012. Vào cuối năm 2012, khi Orange quyết định cải tổ đội hình thì cả hai đều đã rời khỏi đội và tìm cho mình bến đỗ thích hợp. Và lúc đó thì Winter đã quyết định tạm nghỉ Dota một thời gian ngắn rồi lập tức tham gia thi đấu chuyên nghiệp cho MU FC, hay còn gọi là Apple Banana Cucumber thời đó. Còn về phía Yamate, người đã từng là thành viên của Zenith, rất nhiều người đã kỳ vọng vào anh sẽ thi đấu tốt tại The International 3. Tuy nhiên, với việc không thể vào nổi top 8 của The International 3, anh đã liền rời đội ngay sau khi giải kết thúc. Shaki đã thông báo xin lỗi các bạn về việc tạm nghỉ Dota và chưa rõ bao giờ quay trở lại. MUFC ghi tên anh vào lineup với tư cách thành viên thứ 6, nhưng gần như chúng ta không thấy Shaki xuất hiện trong các trận đấu. Như vậy là hiện nay đội hình của Orange gồm có 4 cựu thành viên của MUFC cũ cộng thêm Yamate đến từ Zenith. Hy vọng rằng với sự thay đổi này thì Orange có thể đạt được thành tích cao trong những giải đấu sắp tới. Đội hình của Orange một lần nữa xin nhắc lại với những bạn nào mà dành sự quan tâm của mình đến với Dota của Đông Nam Á cũng như là fan của các tay chơi này, gồm có như sau. Đó là Litbin Winter Chan, Daniel TFG Wong, Wong Chong Ling Sim, Raymond Shaki Wong và Wong Pong Yamate. Đó là những cái tên mà chúng ta sẽ được sắp tới sẽ được nhìn thấy một team Orange mới. Vậy sắp tới thì Orange Titan ở Đông Nam Á sẽ không còn có một team nào ở trong khu vực Đông Nam Á mà bá đạo và làm vua như ngày trước, đó là Orange chẳng hạn. Bây giờ sẽ là Orange và Titan, hai team này chắc chắn là rất khó phân định. Chưa kể Imperius và Mineski dạo gần đây cũng đang nổi lên như những top team thật sự. Trong khi đó thì chúng ta đã từ châu Mỹ bay về Hàn Quốc, rồi qua Trung Quốc về Đông Nam Á. Chúng ta vẫn còn một nơi nữa mà Dota 2 đang rất phát triển và Dota đã sống với nó rất lâu rồi, chúng ta sẽ cùng bay qua, đó chính là Đông Âu. Với chức vô địch The Starlet lần thứ 7, Na'Vi đã cho chúng ta thấy được lý do vì sao họ là một trong những top team trên thế giới cùng với lượng fanpage lớn nhất trên thế giới tại hiện nay. Vào tối ngày 13 tháng 10, chức vô địch của mùa thứ 7 giải Starlet đã tìm được chủ nhân. Trận chung kết truyền kỳ của nền Dota 2 đương đại giữa Na'Vi và Aliens đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về bên phía Na'Vi. Với việc về nhất tại Starlet lần này, Na'Vi đã bỏ túi 12.000 đô la Mỹ. Còn Aliens thì về nhì và Empire thì thứ 3, cuối cùng thì Rockets là thứ 4. Trong khi đó thì có một số giải đấu mới cũng đang được công bố, chúng ta sẽ cùng đến với lại giải đấu đó sau một vài giây nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với một số giải đấu sẽ được diễn ra trong thời gian tới, đó là giải đấu Dota 2 LoL, giải đấu mùa giải lần thứ 4 đã bắt đầu với tổng giải thưởng lên đến 50.000 và một trận chung kết ở Caesar Place ở Las Vegas. Mùa thứ 4 này sẽ có sự khác biệt những mùa giải trước vì lần này vòng bảng sẽ được chia ra làm hai khu vực là Tây và Đông, chứ không phải như mùa giải trước chỉ có những đội Mỹ và châu Âu tham gia. Tuy vậy, cả hai bảng sẽ được thi đấu hoàn toàn riêng biệt. Ở mỗi bảng đấu sẽ chọn ra hai đội mạnh nhất và được thi đấu loại trực tiếp. Đội ở vị trí đầu tiên của mỗi bảng chắc chắn sẽ được có vị trí ở vòng trực tiếp và những đội còn lại sẽ phải thi đấu vòng tròn để tìm ra những đội còn lại. Ở phía đông thì phía đông của cái quả cầu ấy sẽ là LGD CN Trung Quốc, LGD International, LGD của quốc tế, Rattlesnake, Rising Star, DK Invictus Gaming, Tông Phu và VC Gaming. Xin nhắc lại một lần nữa, đó là LGD Trung Quốc, LGD International, Rattlesnake, Rising Star, DK, DK,
Invictus Gaming, Tông Phu và VC Gaming. Trong khi đó thì ở phía Tây sẽ là sự đối đầu của những top team chúng ta đã quen tên: Alliance, Navi, Virtus Pro, Mousesport, EG, Liquid, Dignitas và Fnatic. Nhắc lại một lần nữa, đó là Alliance, Navi, Virtus Pro, Mousesport, EG, Liquid, Dignitas và Fnatic. Chúng ta sẽ đến với giải đấu đó và chắc chắn PPU sẽ cover giải đấu đó nếu như mà giải đấu đó ở vào khung giờ từ 3 giờ chiều cho đến khoảng tầm 1-2 giờ sáng, thì kênh của PPU chắc chắn là sẽ cover nếu như mà có thể có được sự đồng ý của ban tổ chức cũng như là có được cái sự nhượng bộ để họ cho mình stream, kể cả là việc phải mua vé hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin về một số giải đấu khác, ví dụ như là giải Dota 2 Champions League. Giải đấu Dota 2 Champions League lúc này cũng đang bắt đầu rồi. Giải đấu do Navi và Virtus Pro diễn ra thì lúc này cũng mới diễn ra một số trận thôi, chưa có nhiều những cái trận hay. Nhưng mà có một cái bất ngờ đấy, đó là Navi đã thua Liquid ở trong trận đấu đầu tiên khai mạc giải. Thua với tỷ số 1-2, Navi đã có giành phần thắng ở trận game đầu tiên nhưng mà để Liquid lật hai game sau đó. Trong khi đó thì có một giải đấu mà PewPew đang cover vào ban đêm dạo này, đó chính là giải đấu We Play Dota 2 League, thường xuyên được diễn ra vào lúc 11 giờ đêm đánh đến 2 giờ sáng. Các bạn nào mà tham gia theo dõi những cái trận đấu này trực tiếp trên kênh stream của PewPew tại Talk TV, PewPewVN thì hoàn toàn có thể theo dõi được. Giải đấu với việc là bảng A thì Empire và Alliance đã đi tiếp, trong khi đó thì bảng B lúc này đang diễn ra với việc Navi và Liquid đang giành được một trận thắng, cả hai team cũng đang giành được một trận thắng. Navi thì thắng EG, còn Liquid thì thắng team DD Dota hay là Flip 3D ngày hôm qua. Chúng ta tối nay thì chúng ta sẽ xem Navi đánh với Liquid để tranh cái ngôi đầu bảng. Trận đấu rất là căng thẳng và phải nói là cái trận đấu này rất là khó nói xem là team nào sẽ giành chiến thắng, bởi vì là Liquid dạo này cũng rất là mạnh. Và tối nay vào lúc 11 giờ đêm thì chúng ta sẽ đến với trận đấu này, chắc chắn rằng PewPew sẽ phải stream để các bạn có thể theo dõi được Navi và Liquid để xem là bảng B ai sẽ đi tiếp. Bởi vì sao? Bảng B nếu như mà team đầu bảng, rất có thể họ sẽ phải đối đầu với team nhì bảng của bảng A, và đó là ai? Đó chính là Alliance. Và liệu chúng ta có xem được Navi gặp Alliance ở những trận ngay trận tứ kết hay không, hay là họ sẽ né nhau và sẽ gặp nhau ở trong những vòng sâu hơn? Chúng ta cùng chờ đợi vào trận đấu của Navi và Liquid vào 11 giờ đêm nay. Trong khi đó thì các thông tin và các giải đấu trên thế giới cũng đang chia sẻ với các bạn ở đây. Có những giải mà sắp tới mới công bố lịch thi đấu chính thức thì chúng ta sẽ vào bản tin của tuần tới, PewPew sẽ nói thêm cho các bạn. Lúc này thì có rất là nhiều giải đấu nhưng PewPew sẽ chỉ cập nhật những giải đấu mà nó nổi tiếng hoặc là những nhiều team mà chất lượng cao cho các bạn. Bây giờ thì sẽ sang phần tin vắn cộng đồng và chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau những cái thông tin bên lề của Dota 2. Chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin bên lề mà có lẽ là những bạn mà thích nghe kiểu tin chém gió hay những cái thông tin xung quanh mà rất là thích hoặc đam mê Dota, Dota 2 cũng rất là muốn nghe. Đó là thông tin là Mania đã giải nghệ, một trong những thông tin đáng rất là đáng chú ý. Một tay chơi huyền thoại người Đan Mạch đã tuyên bố inactive và trở về làm eSports, có nghĩa là tham gia tổ chức giải, tham gia quản lý team, đại khái là như vậy. Anh vẫn làm eSports nhưng mà không phải là tay chơi chuyên nghiệp nữa. Và vị trí của anh ở trong đội Flipside vẫn chưa được thông báo. Cho các bạn biết thêm thì Mania đã từng trải qua rất là nhiều team, từ SK Gaming, Quantic, Absolute Legend, Flipside. Nhưng trước đó trong lịch sử của Dota thì anh là một thành viên của Mim hay là Meet Your Maker, một trong những team có bề dày lịch sử nhất. Anh đã nói khi rời team là cũng đã đến lúc mà con đường game thủ của tôi kết thúc. Tôi đã muốn có một khoảng thời gian tốt với team của tôi, nhưng nó tốn khá là nhiều thời gian. Những ngày này có rất là nhiều team đang cố gắng phát triển từng bước và đó chính là con đường để đưa eSports lên một tầm cao mới. Tôi cảm thấy đã già cỗi và tôi sẽ tập trung vào việc phát triển eSports từ hậu trường. Tôi đã lập lên một project, từ đó tôi sẽ giúp phát triển eSports ở Đan Mạch bằng việc huấn luyện những đứa trẻ bước vào giải đấu đầu tiên của câu lạc bộ Bally Rock, và tôi cũng sẽ hoạt động với Flipside giúp họ phát triển xa hơn. Họ có một nguồn cổ động viên lớn, những nhân viên tài năng và tuyệt vời. Tôi đã có mối quan hệ tốt với Hector, người sở hữu Flipside. Đây là thông tin rất thú vị. Tôi đã có một quan hệ tốt với Hector, xin lỗi các bạn. Làm mình giật cả mình. Người sở hữu Flipside, anh ấy giúp cho Flipside có được ngày hôm nay. Trong khi đó thì chúng ta sẽ cùng xem lại video của Flipside trước khi mà Mania tuyên bố giải nghệ để chúng ta
có được cái nhìn thoáng hơn về việc team Flipside cũng như là hình ảnh của Mania trước khi anh ấy giải nghệ. Đó là những cái hình ảnh của Flipside trước khi Mania công bố giải nghệ. Trong khi đó thì chúng ta sẽ cùng đến với một số tin bên lề rất là thú vị khác để chúng ta vui với nhau. Đó là Valve sẽ đưa bản đồ Dota 2 vào Team Fortress, một game khác do Valve xây dựng, khi những game thủ của một trong những trò FPS sẽ cảm nhận được không khí của MOBA. Bản đồ của Dota 2 là một môi trường rậm rạp với nhiều cây và chỗ ẩn nấp, một địa điểm thú vị cho các tay thợ săn cùng những khẩu súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Đây cũng là cơ hội cho các game thủ FPS soi từng ngóc ngách trong thế giới của Dota 2 cũng như là một trong những game MOBA nổi tiếng nhất tại thời điểm hiện nay. Captain Oi EUL, một lập trình viên của Valve đến từ Philippines, đã đăng tải video về bản đồ này trên mạng Internet gần đây. Ngoài ra thì ở Việt Nam cũng có một số thông tin bên lề, đó là Secret sẽ quay trở lại với First Fan sau một khoảng thời gian có trục trặc và quyết tâm là sẽ xây dựng First VN hàng ngày càng lớn mạnh hơn. Trong khi đó thì có một số thông tin từ bên phía một trong những mốt của diễn đàn QQ có nói rằng là sau giải The Asia 2013 thì QQ sẽ không đánh Dota 2 nữa và sẽ sang thi đấu 3Q củ hành bất tận. Đó cũng là những cái thông tin mà Pew Pew cũng mới nhận được. Trong khi đó thì ở Hà Nội cũng mới trong thành phố Hồ Chí Minh thì như vậy, còn ở ngoài Hà Nội thì có một kèo 5 triệu, một trong những kèo lớn nhất của Dota 2. Trước đây ở Dota thì chắc là rất là nhiều, nhưng đây có lẽ là kèo mở đầu cho phong trào đánh kèo lại của dân chơi Dota, bởi vì Dota 1 với Dota 2 với mình là một, nó không có gì khác nhau cả, chỉ là một bản nâng cấp, một version mới thôi, một version mới hình ảnh đẹp hơn thôi. Thì đã có một kèo 5 triệu giữa chúc mừng sinh nhật và Deadlock, và cũng rất là thú vị khi mà Deadlock đã thắng ở game đầu tiên, nhưng mà chúc mừng sinh nhật đã lật được lại hai game và giành chiến thắng 2-1 để giành được 5 triệu cho mình. Trong thời gian tới thì nghe nói có khá là nhiều mini cup và những trận show match được tổ chức, ví dụ như là Dota 2 VN cũng đang có dự định và cũng có thông báo trong một số cộng đồng nhỏ rằng họ sẽ tổ chức những mini cup cho những top team ở khu vực Hà Nội tham gia thi đấu với số tiền thưởng khá là lớn. Thì Pew Pew có thể là sẽ không được stream, nhưng mà vẫn sẽ cập nhật tình hình về những cái giải đấu này nếu có thể cho các bạn, để các bạn có thể nhìn được một góc nhìn rộng hơn cho Dota 2 ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Các kèo này chắc chắn là sẽ được stream, nhưng stream ở kênh nào thì phải đợi họ thông báo. Trong khi đó thì cũng không có, tuần vừa rồi là một tuần khá là lặng yên của cả trên thế giới cũng như là trong nước, nên là không có nhiều thông tin thú vị hay là có những cái thông tin nóng bỏng, ngoài một tin mà bây giờ mình mới nói, đó là bản update 6.79. Cá nhân Pew Pew sẽ không làm video phân tích cái bản update này cho đến khi Valve confirm, xin nói lại một lần nữa là đến khi nào Valve confirm và đưa vào trong hệ thống của Dota 2. Còn bây giờ bản test thì mình không có ý kiến gì cả. Khi nào mà Valve confirm và đưa vào trong Dota 2 thì mình sẽ phân tích và đưa ra những cái nhận định cá nhân của Pew Pew về cái bản update này. Còn hiện nay thì Pew Pew vẫn đang chờ đợi, rất là chờ đợi cái bản update này xem là nó sẽ ra làm sao, khi mà bây giờ cũng chỉ là những cái thông tin từ các cái forum cộng đồng về Dota 2 cũng như là mới chỉ được vào bản test thôi. Thì chúng ta cùng chờ đợi vào tuần tới xem sao, khi mà nó được vào bản chính thức thì Pew Pew sẽ cập nhật những cái thông tin đó cho các bạn. Vâng, bây giờ thì có lẽ là kết thúc rồi. Rất là mong các bạn thích video này của Pew Pew với những cái thông tin bổ ích. Nếu như các bạn cảm thấy, các bạn có câu hỏi nào thì mình xin đến cái phần gọi là giao lưu với khán giả ngay bây giờ để các bạn có thể hỏi và mình có thể trao đổi với nhau. Một lần nữa thì đây là chương trình bản tin số 4 của Pew Pew. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi, và mong là các bạn hãy ủng hộ Pew Pew bằng cách xem stream, xem video
like fanpage và subscribe ủng hộ ở trên kênh Talk TV. Đã subscribe đăng ký để ủng hộ trên kênh của Talk TV, dù nhỏ hay lớn nhưng mà nó cũng giúp cho Pew Pew và những người bạn đang làm việc ở studio của Pew Pew, Pew Pew Studio được có thể hoạt động tiếp. Chính các bạn là nguồn động lực, vừa là tinh thần lẫn cả vật chất để chúng mình có thể tiếp tục đi trên con đường một kênh studio chuyên nghiệp ở Việt Nam về Dota 2. Chúng ta sẽ cùng vào với phần giao lưu với khán giả ngay bây giờ. Rồi, bây giờ thì thoải mái với nhau, có thể tâm sự đại khái là chúng ta có 5 phút, 5-10 phút ở đây để có thể các bạn hỏi mình trả lời bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến Dota 2 hay những câu hỏi mà mình cảm thấy mình có thể trả lời được cho các bạn. Thoải mái đi ha, giao lưu mà. Vâng, có một bạn hỏi, bạn Quỳnh Mỹ có hỏi, Quang Min, xin lỗi các bạn, là anh sống bên Úc thì mai sau anh làm bên Úc luôn à? Cái này rất là khó nói bạn ạ, cái này rất là khó nói. Cuộc sống thì ngày mai có thể là chuyện gì đó xảy ra mình đâu biết được đâu. Mình thì, bản thân mình thì còn phụ thuộc rất là nhiều thứ vào gia đình và công việc. Người yêu mình, hai người yêu nhau cũng được gần 10 năm rồi và còn rất là nhiều cái thứ khác nữa nên là cũng chưa thể nói được. Bản thân mình thì vẫn là thích một cái gì đó cuộc sống ở Việt Nam, mình vẫn cảm thấy ở Việt Nam cuộc sống tình cảm hơn. Pew ơi, tại sao lên thời sự mà không cạo râu, chuyên nghiệp hơn tí đi? Thì mình cũng đã nói ở ngay phần đầu video rồi, ngày hôm nay thì là kỷ niệm 1 năm fanpage được mở ra và gần 2 năm mình làm stream, 1 triệu view ở trên Talk TV và 10.000 like ở trên fanpage, cũng như là một tháng hoạt động, một tháng hoạt động chuyên nghiệp thương mại hóa của kênh studio của Pew Pew, đúng là một tháng. Với việc là có các bạn làm việc cho mình cũng có một chút lệ phí cho các bạn ấy và mình cũng có nguồn thu nhập từ các bạn thì cũng được một tháng. Kỷ niệm rất là nhiều thứ trong cái bản tin số 4 này nên là mình đã thoải mái hơn trong cái việc để cho các bạn nhìn thấy là cái gương mặt của Pew Pew đằng sau hậu trường khi mà bình luận cho các bạn thì không phải lúc nào cũng là ngồi tử tế, ăn mặc tử tế, mặt mũi đàng hoàng, đôi khi nó cũng như thế này thì rất là có bạn hỏi là Visa Game Amarisis còn 10% thì Pew có nghĩ là em ấy vẫn là hot boy không? Visa Game vẫn là hot boy. Visa Game nó không phải là hot boy là bởi vì nó tăng, mà bởi vì cái skill nút đem và delay slow của nó ở trên land. Em sắp được sang Úc và em cũng rất là đam mê Dota. Vậy nếu em sang Úc thì em có thể gặp anh và cùng làm caster không? Caster không đơn giản để làm đâu cậu. Caster thì ở Việt Nam có phải đến trên 10 người, trên dưới 20 người thử đấy. Mà để mà theo đến lúc này thì có những người chỉ làm vài tháng, có những người thì cố gắng thì được 6-7 tháng, có những người cố gắng thì cũng được 1-2 năm nhưng mà làm theo kiểu phập phù. Thích thì online, không thích thì ôi có trận hot thì bình luận, đại khái là như vậy. Còn để mà theo, mình thì không thích làm việc cái kiểu đấy, mình đã là làm thì mình phải làm cho ra làm, còn không mình nghỉ. Nên là mình không khuyên là bạn theo cái này bởi vì cái thị trường nó chưa lớn và rất là khó khăn và vất vả để bắt đầu lại từ đầu. Vâng, Pew ơi, hôm qua thì có tặng quà cho Lily không? Thật ra thì cũng không có tặng cái gì cả. Lily thì bọn mình thì đúng là những ngày này bọn mình cũng chưa có kỷ niệm bao giờ cả. Ngày sinh nhật của bọn mình chắc phải đến 3-4 năm rồi không có tặng nhau cái gì mấy, cũng trôi qua rất là nhẹ nhàng. Có thể đôi khi chỉ là một nấu cơm ở nhà ăn với nhau, hay là đại khái là ra ngoài đi vòng vòng ăn ở một cái tiệm nhỏ nhỏ với. Nói chung là bọn mình không có kỷ niệm mấy cái này, không có kỷ niệm mấy cái ngày này nhiều. Pew ơi, sắp tới có giải nào mà dân nghiệp dư có thể tham gia ở Thành phố Hồ Chí Minh không? Thì xin nói các bạn luôn là có rất là nhiều giải. Và các giải đấy thì nếu như mà họ có liên lạc mình và có ý muốn là mình share những cái thông tin đó và mình cảm thấy là họ tin tưởng thì mình đều share. Và không có một giải đấu nào là chỉ dành cho chuyên nghiệp nếu như mà mình không nói thế. Ví dụ như giải PEC bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký được. Giải PEC 1 ở Hà Nội cũng là tất cả mọi người có thể đăng ký. Nên là mình cũng share trên fanpage. Các bạn cứ check fanpage của mình thì có những cái thông tin như thế.
Vâng, lúc nào thì ai sẽ là thành viên mới? Vâng, bạn anh vui vẻ có hỏi là ai sẽ là thành viên mới của First VN thì mình xin nói lại luôn là lúc này họ đang test một số người, mình cũng không rõ lắm là ai sẽ là thành viên mới của First VN. Đến lúc này thì mình không có thông tin gì ai sẽ là thành viên mới của First VN, nhưng những cái thông tin ví dụ như là QQ sẽ đi đánh 3Q này nọ thì mình cũng chỉ nghe từ một phía, đó là từ phía của một mốt diễn đàn bên bên phía 3Q thôi, nên là mình cũng chưa biết được là mọi chuyện sẽ ra sao. Dù sao thì cũng mong là họ sẽ ổn định, mình cũng không rõ được. Piu ơi, muốn biết các giải đấu sắp diễn ra và đăng ký thì xem ở đâu? Gosu Gamer, Joydota, các cái trang tin cộng đồng của Việt Nam và fanpage của Piu Piu. Và mình cũng đọc tin tùm lum và nghe thời sự của Piu Piu thông báo các cái giải sắp tới sẽ diễn ra. Nếu mà có thì mình cũng đều cho vào thời sự cả. Piu ơi, stack cam max là bao nhiêu? Sao tôi chỉ stack được 3 lần sau không ra nữa? Thật ra thì trên 3 lần thì phải stack rất là khéo. Vào đúng giây thứ 52 chuẩn giật sang giây thứ 53 thì bạn kéo và kéo thẳng ra thì được. Chứ còn 3 lần thì mình đã từng stack được 4 lần, 5 lần, nên là không có chuyện là bị max là 3 lần đâu. Còn max thì hình như là 6 lần hoặc 7 lần thì đấy, nếu mình nhớ không nhầm. Còn có một số trick ở Asian là max unlimited thì mình chưa thấy sử dụng nhiều nên mình cũng không để ý lắm. Còn ông cam bình thường hình như là 6 hoặc 7 lần gì đấy. Có bạn hỏi là theo Pew thì ai là người cần SS hay nhất bây giờ? Ở Dota 2 này mình chưa thấy ai có thể khẳng định được con gì hay nhất tại thời điểm này. Nó không giống như Dota 1 lắm bởi vì nó thiên về cái tính chất. Bây giờ gank roam rất là nhiều. Chơi hay thì chắc đã có thể nổi bật được bởi vì... cũng chết à. Nói chung là bây giờ rất là như là Kuroki vậy, nhiều người bảo Kuroki chơi Rubik hay nhất thế giới, nhưng mà đấy là ý kiến cá nhân thôi, cũng chẳng báo chí nào dám khẳng định hay, bởi vì Kuroki chuẩn chơi cũng được, tại Polymer của chúng ta chơi cũng rất là hay. Nói chung là có thể người này nhỉnh hơn người kia, chứ để hay nhất thì chắc không ai dám nhận. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không thì mình sẽ xin chào ngày hôm nay. Xin chào ngày hôm nay bởi vì chương trình thời sự của chúng ta sẽ kết thúc ở đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những cái buổi stream tối nay. Navi đánh với Liquid thì MT sẽ stream ở trên kênh Talk như bình thường chúng ta xem. Còn do cái bị bão ở đây là Piu Piu không stream được về Talk, rất là không hiểu vì sao nữa. Piu Piu cho thêm thông tin về đội ngũ của Piu Piu Studio được không? Được thôi. Hiện nay tại đúng thời điểm này thì Piu Piu Studio có Piu Piu, có Z là admin lo event, có Ian Béo là admin lo về fanpage cũng như là đối ngoại hay là trả lời bạn đọc, đại khái như vậy. Đại khái là giao lưu với mọi người cũng như là giao lưu với tất cả và lo về phần fanpage. Cao Bao thì là một thành viên sau hậu trường chuyên làm video, các video intro team, các kiểu video như là các bạn xem ở phóng sự này nọ cũng là phải Cao Bao làm. MT thì chắc là các bạn biết rồi, MT thì stream on stream cho chúng ta và bình luận theo kiểu phân tích chỉ số, số liệu chứ không phải là bình luận theo kiểu diễn biến combat. Còn Minh Lan thì là bình luận viên và phóng viên thường trực tại thành phố Hà Nội. Cũng như là Mitsuki thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì tham gia vào vẽ overlay, nhưng mà dạo này Mitsuki có vẻ như đang chuẩn bị vào team Dota 2 VN Ladies thì phải, nên là rất là ít tham gia và cũng không có xuất hiện nhiều ở bên kênh stream của Piu Piu. Ngoài ra thì còn ai nữa nhỉ? Thế thôi, đấy là những người chính. Ngoài ra thì cũng thế thôi. Còn bạn gái mà mới xuất hiện ở trong cái phóng sự ấy thì nghe nói là bạn của Minh Lan, nên là mình cũng rất là vui khi mà bạn ấy, nhưng mà mình cũng hơi ngại bởi vì thấy bạn ấy xinh như thế mà bạn ấy làm cái công việc nó không vất vả như vậy, nên mình cũng chưa dám nói là bạn ấy là làm cho Studio Piu Piu hay gì cả. Vâng. Chúng ta sẽ tạm thời
chia tay nhau ở đây và hẹn các bạn vào buổi chương trình thời sự tuần sau. Vâng, à quên, hỏi luôn các bạn, bởi vì các bạn mà đã sang Twitch xem thì có lẽ là phải đến 80% các bạn là muốn xem chương trình này. Bởi vì các bạn còn phải mất công sang kênh khác thì các bạn cảm thấy là mấy giờ ok, bởi vì mình định là ngày thứ 6, nhưng ngày thứ 6 rất là nhiều game kiểu chung kết này nọ cũng không làm vào ngày thứ 6, ngày thứ 7 thì thế nhiều bạn cũng không nói, thế khoảng các bạn muốn là các bạn cứ chat đây, mình sẽ đọc được là vào khoảng buổi tối ngày thứ mấy. Buổi tối ngày thứ mấy để có thể thoải mái, chúng ta cố định một cái giờ vào tối chủ nhật phải không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cố định vào khoảng 7 giờ tối chủ nhật. Rồi, mình đọc này là mình rồi. 7 giờ tối chủ nhật. 7 giờ tối chủ nhật được đấy. Vâng, 7 giờ tối chủ nhật. Vâng, lần nào cũng vậy. Hết cốc cà phê thì cũng hết chương trình. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi chương trình của Piu Piu. Rất là mong các bạn thích phần nội dung cũng như là cái phần thời sự của studio của Piu Piu. Rất là mong các bạn comment ở phía dưới để có thể đóng góp cho mình những cái ý kiến về chương trình để chúng ta có thể làm tốt hơn. Và mong các bạn sẽ thích chương trình cũng như là với việc subscribe, đăng ký cho chương trình để chúng ta có được những chương trình tiếp theo hay hơn và nội dung hấp dẫn hơn. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối nay lúc 11 giờ tối với chương trình Liquid vs Navi ở bảng B, trận đấu thứ hai của cả hai đội thuộc giải WePlay. Bây giờ thì PPU sẽ off stream và chúng ta gặp lại nhau sau.